Vâng, thưa quý vị, để tiếp tục trong phần nhảy ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng làm quen với ban nhạc Quang Bé với nhạc phẩm Đơn Mắt Đơn Đề. Vâng, cũng như ngày đầu, xin mời ban nhạc Quang Bé. Quý vị một tràng vỗ tay chú rể chúng ta để trả lời câu hỏi của Nguyễn Đông Bắc. Bây giờ mình sẽ được hỏi chú rể của chúng ta như thế này. Chú rể ơi, bất kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt chứ leo xa leo vào. Bất kiến mà leo cành đào, leo phải cành hồ chứ leo vào leo xa. Bất kiến mà leo cành si, hỏi tối nay chú rể làm gì cô dâu ơi. Quý vị ngồi cười sẽ không vỗ tay nhá.
câu hỏi này có vẻ là khó chia sẻ chúng ta. Vậy thì theo quý vị thì tối nay chia sẻ làm gì cô dâu quý vị? Theo tôi ạ thì cho chia sẻ một cái câu, một câu như này. Đó thế cùng cô dâu ạ. Tại sao là chúng cô quay thẳng lắm mình còn trời công như vậy ạ? Một câu trả lời rất hay chia sẻ chúng ta. Còn tôi thì tôi lại cho các bạn một cái câu trả lời như này. Cho quý vị một số điện thoại để gọi điện để tư vấn 1900 lâu đài tình ái. Có vẻ hãy gọi lên trung tâm lâu đài tình ái sẽ được giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị ngày hôm nay. Và siêu ông, chủ đề của chúng ta rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, lúc nào tôi thì thật là kéo xe duyên để cho mọi người một sân tơ cuối cùng cũng phải xe. Thật duyên, tôi sẽ cho anh gặp em, tôi sẽ cho bạn về chung một nhà. Tương lai chung một bước về, nguyện lòng son sắt khi về có nhau. Nhà anh thì có một vườn cao, nhà em lại có vườn trầu vấn vương. Để rồi đến những ngày thương với hai bạn lớn hơn một lần. Để một ngày vui lễ tơ hồng, tôi còn những cưới ta cùng cho nhau. Vâng, ông tôi tổng người đã cùng đứa bạn trẻ của chúng ta bằng sự chỉ dẫn hồng. Và ngày hôm nay, ngay giờ phút này đây, đứa bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng lấy nhau bằng đôi vòng nhẫn cưới. Xin mời hai bạn trẻ ra tay nguyên tú, hãy mang theo sự hồng cũng như đôi vòng nhẫn cưới chúng ta làm và chúng ta nhân của chúng ta. Hôm nay là ngày vui của anh khi em xin
chúc anh chị hạnh phúc và anh em vui vẻ và những các chưa có câu hỏi.
chương trình lại cùng nhau. Hallelujah, để các nhịp cầu đó là về cho vòng tay thương nhớ. Vâng, thưa quý vị, để tiếp tục cho vấn đề ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón bạn trẻ Thanh Tâm với nghe quả bằng phát đề rất mà thưa. Xin mời bạn trẻ Thanh Tâm. Tại vì là từ hồi nào giờ chưa đi hát bao giờ nên là rất là rung, cả nhà thông cảm nhé.